Vâng, để chúng ta làm một món soda dâu thì chúng ta có làm được không? Và các cái công thức của nó thì nó có khó không? Thì ngày hôm nay công chia sẻ cho anh chị chúng ta một cái công thức rất đơn giản, đó là chúng ta dùng sirup dâu, nước cà chanh cũng như là đá và bảy úp hoặc là soda. Thì trong trường hợp nếu như anh chị chúng ta không có soda thì chúng ta còn ra tiệm tạp hóa chúng ta mua bật lon bảy úp, bởi vì soda thì rất ít quán bán, còn bảy úp thì rất là nhiều và rất là tiện. Vậy thì công thức của chúng ta như thế nào? Chúng ta gồm có 30ml sirup dâu và 15ml nước đường anh chị, và cũng như là thêm là 5ml nước chanh nữa, nước cốt chanh này để chúng ta làm. Thì cái nước chanh và đường thì công đã trộn sẵn vào đây, chúng ta bỏ là 5ml nước cốt chanh và 15ml nước đường, sirup đường anh chị, để chúng ta làm. Thì trước hết thì cũng giống như lúc nãy, công sẽ bỏ một lát chanh ở dưới cũng như là lát bạc hà, và sau đó thì công sẽ dùng cái này, công sẽ nghiền nó ra một chút anh chị. Tiếp theo thì công sẽ đổ cái sirup này trước nha anh chị. Sirup dâu, còn đây là đường và chanh. Tiếp theo thì công sẽ đổ đá vào. Và công sẽ đổ cái bảy úp này vào anh chị. Và công sẽ dùng cái lá này để công trang trí, đây là lần nếp anh chị. Nếu như anh chị không có thì thôi, không sao hết, đây là chúng ta trang trí cho nó đẹp thôi. Rất đơn giản phải không chị? Rồi, với những cái bước cơ bản như vậy, chỉ trong một phút thôi, chúng ta đã có một cái ly thức uống rất là tuyệt vời, giải khát cho chúng ta trong những ngày hè, cũng như là uống rất là ngon miệng anh chị. Và hy vọng rằng sẽ giúp cho anh chị chúng ta có một cái công thức cơ bản để chúng ta làm một cái ly soda dâu cho tuyệt vời. Cảm ơn anh chị rất nhiều.